Rồi ok nha, chào mọi người đến video hôm nay coi nha. Hôm nay là một cái video xả hàng. Riêng video đặc biệt hôm nay mọi người biết không? Mua hàng cái giá đó là giá video cũ mọi người nha, đừng lăn tăn về cái giá này, giá này là giá cũ thôi. Giá của video em đã đăng rồi nha. Còn hôm nay là giá khác. Đó, hôm nay giá khác nha. Là giá khác và giá sẽ là bao ship luôn. À, mọi người chỉ còn đủ bao ship 100 ngàn chứ còn đủ cũng bao ship. 80 ngàn chứ không đủ cũng bao ship nha, chỉ không đủ nha mọi người, tại vì nếu mà bao ship bơm hàng thì thua rồi nha mọi người, chỉ không đủ bao ship. Nó còn có một người em sẽ giảm giá sau rồi, không người COD không cần bao ship cũng được, nó cộng với ship nó trả bằng cái giá hiện tại, nên người yên tâm mua thoải mái nha, giá sẽ giảm sập sàn luôn, có đồ lên tinh thì dọn lên thanh lý luôn mọi người nha. Đó em chỉ có như đó, người mua hàng liên hệ số điện thoại phần tiêu đề với em nha. Lưu ý là đêm nay em chỉ dùng con số này, mọi người số kia đang mắc công việc tí, nên mọi người đừng có điện số kia nha, điện một số duy nhất 0343 042367 thôi mọi người. À mọi người điện một số nhất 0934 092367 thôi nha, chỉ một số đó nha, không 0343 tối không có việc dùng mọi người không gọi số đó nha. Đó gọi hẹn nhắn tin số 0344 0934 với em. Đó. Mọi đơn hàng chỉ còn đủ bao ship nha mọi người. Mua hai món giảm 20 bao ship, mua ba món giảm 40 bao ship. Đó, mà bán thanh lý mọi người lô hàng mới đó mình em đồ nghề em làm lại từ đầu chỉ video hôm nay thôi nha. Kéo rồi cái em không còn biết. À, giá này là giá cũ, chút của em sẽ chỉnh giá cho mọi người, chỉnh trực tiếp luôn. Rồi và bao ship luôn, mua hai món giảm 20, mua ba món giảm 40 mọi người nha. Chuyện còn đủ thôi nha mọi người, còn đủ bao ship. Đó đầu tiên lên con này trước đi, con này mọi người gì phải thay than nha, con này 4 chỗ than mà có cảm giác là nó ngon mùi mọi người. Máy thì chưa bung chưa biết vậy nha mọi người nha, chưa bung chưa gì hết nè, đây ốc ít ra cho mọi người kiểm tra ha, còn coi có bung chưa, mình không bung người ta bung mà chưa bung nha mọi người thấy không, nó móc này rồi, nguyên bãi này mọi người nha, chưa bung nha, bao người là hàng chưa bung nha mọi người nha, yên tâm. Đây đầu này, đầu nó người cái này vừa sinh sơ sạch này, cứng ngắc luôn ha, cứng ngắc đó, đầu ok chưa, ra vô đây nha, thử chức năng búa thử. À, đang chức năng khoan búa đây, ngon lành nha, búa đây đó, người về thay chỗ than đây nha. À, đó có cảm giác có mùi vậy mọi người, em nghĩ là do chổi than này hết rồi, xong rồi cạn than hay gì đó, không có 10 người vừa vệ sinh lại cô gốc này kia nha, em mấy ấy em mua để làm biếng bung lắm. À, giờ tự xử con này là M18 mẹ là cái gì đó hơi bị chóc tem nhưng mà cao su còn liên lạc nha, cái này vệ sinh là lung linh luôn mọi người. À, tại em làm biếng lắm. Đó, có cái đây nữa gì đây chân đây bỏ vít rồi nè, đầu không Rolex nha, kẹp ngon lành nha, không vấn đề hết, nhờ vừa con này á xịt vệ sinh trong cái là bóng lóng này mọi người. À, nhìn nó cũ cũ vệ sinh lên bóng loáng rồi nha, em chưa vệ sinh thôi, rồi bán luôn. Mở bát con đầu tiên người lưu ý nha, giá đây chỉ còn đủ bao ship mọi người nha, chỉ còn đủ bao ship, khách mới thì đơn trên 300 chắc phải cọc mọi người nha. À, không bao ship nhưng mà phải cọc đầu ta, chỗ nào ghi được tại đây ghi tạm đây mọi người nha. Rồi hôm nay ký hiệu mã B B1 nha, B1 6,5 rưỡi. Này gì, leo cái hết nha người, lấy sen thơm mấy có hay gì đó lâu cái hết à. B1 650 ngàn nha người nha, ghi về đâu được ta? Ghi đây đi. Đó, 650. 650 chuyển khoản đủ bao ship người nha. Mã là mã B1 ha. B1, hôm nay mã B nha. 6,5 rưỡi chuyển khoản bao ship mã B1. Rồi, bỏ đây. Gom bên này lại bán xí nhau vào cầu luôn. Rồi con này á, con này chắc đỡ cắm điện mọi người nha, còn dây thì cắm chưa biết bán nhiêu mà cứ phải cắm. Cái con Milwaukee là full chức năng mọi người nha, không vấn đề hết đó. Chỉ có bị cái kia bấm bấm nhiều nó hơi khét, mọi người vừa xin cổ góp với lại coi thử thang nó như thế nào nha, máy chưa bung. Rồi con này nè, đó bấm này lên, không bấm nào ta, bật cái nào ta, đó mọi người thấy không, thấy là đỏ đỏ trong ấy, nó không nóng, xài như thế nào em biết mọi người. À, tên nó là đây, không biết có xài cái này thật sự luôn, 50 hết gì đây,
Nó công số nó này là điện 100V nha. Em chả biết nó làm gì mọi người. Hay 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 thì giúp bài thôi, chả biết nó làm gì. Rồi, có dây có nhựa đầy đủ luôn. Nó kiểu như có cái bóng đèn ở trong đây mọi người, bấm là nó sẽ sáng lên này, này bấm là nó sáng lên. Hả? Trông không biết là gì hết, bán đại nha, bán mù. À, hơn còn con anh còn cần mơ đó nha. Bữa em tưởng là mấy mấy kho mua gì, không phải mấy kho người, có cái bóng đèn này, này. Đó, bóng đèn này. Chứ chẳng lẽ kho nó phải kho lửa ra đâu, đây kho nhiệt ra, đây có bóng đèn. À, rồi đụng cái đầu bóng đèn luôn nè, không biết nó làm cái gì. Đó, phải hay rồi mua sưu tầm, đó, 1.8 lỗ luôn. Nay bữa mua 2.5 mọi người. Tưởng là mấy kho nhiệt. Không để ý. B2 180k nha mọi người nha, 180. Chị không đủ bao ship mọi người nha. Mua 2 món giảm 40k, mua 3 món giảm mua 2 món giảm 20k. Mua 3 món giảm 40k vẫn bao ship. Đối với đơn hàng chị còn đủ rồi nha. Đó, hàng thanh lý bán phải bao ship mọi người nha, không có. Rồi, con này xài ok nha, không vấn đề hết á. Dây bữa cắt đấu đâu rồi mọi người. À, xài ok nha, hút thổi đàng hoàng đây, cái mỏ nó bị đây xí thôi. À, đó. Còn lại ok nha, công suất lớn. Con này bao công suất xịt xịt tung chảo luôn. 520W mọi người nha. Hút hút thì nó hút chỗ đây vô, à, thổi thổi chỗ đây ra. À, thổi với hút là tung chảo luôn nha. Cái giò nó bữa em dặm mấy nó dẹp hư rồi, dục rồi mọi người. À, để dưới đất cái đi quay lại riết mà không bán này nha. Rồi bán cái này, bán cái thân thôi. Không có lỗi lầm mọi người nha, không lỗi lầm gì, chị bị cái đầu ở đây. Em nó rõ người luôn, chị đầu đây. Con này chết vợ luôn. Thôi bán, hành lý là phải bán tụt quần mọi người nha. Rồi bên này B3. B3 200 208. Thổi bụt, này công suất lớn mọi người nha, Makita. Chỗ đây có cái chỗ cắm phích dự phòng hay là phích chia điện cho nào mọi người, 900W 1110W vậy đây ha. 208 mọi người nha. Chỉ còn đủ bao ship nặng bà cố luôn. Này về bán với chai còn cảm giác có lời mọi người. Gì nữa ta? Đây. Có cái đai đai móc này tính đỡ lại dùng lâu quá chả dùng tới. Fujinenko. À, cái này hàng để dùng em không có vệ sinh người, treo móc nhà thôi. Kiểu như cho người vô lại thấy cái biết mình bán đồ vải rồi có đi làm rồi thôi. Đùa không người, con này em đỡ anh đi làm thôi. Nha, đó Fujidenko đàng hoàng còn mới nguyên nha, cái này mà em nói thiệt người vệ sinh lên là sạch len ken xà beng luôn. Dây đơn không có cái bảo hộ bên đây ha. Móc đây, còn mới nguyên mọi người nha. Con này ngoài đụng mới rất cao nha, người chỉ cần vệ sinh sơ là đụng mới rất cao luôn, không lỗi lầm. Dây còn lành lạnh nè, không xước tơ hay là gì hết nha. Đầu mọi người nhìn là biết hàng nó dùng nhiều ít liền ha. Ok chưa? Này bán cho ta. Rồi, bán đại. Người lưu ý nha, giá này là em bao ship mọi người luôn rồi. Yên chí ha. 220 luôn. B4. Đã B4 220k rồi nha. Mua 2 món giảm 20, mua 3 món giảm 40 ngàn. Bao ship. Chuyển khoản nha mọi người. Còn người sợ ngại hay là một hàng mà khó chuyển khoản á thì COD. COD thì khách quen thì bao ship thì mua ít quá khó mọi người nha. Thông cảm em. Khó bao ship lắm, không bao được đâu. Bây giờ cái chuyển khoản đủ thì lúc đó thì phí ship em không đỡ lại thì nay mới bao ship mọi người. Mấy cái hộp kia là hàng có vấn đề. Từ từ bạn sao. Ai, giữ con này trước. Con này bữa bán rồi nè, con này bữa là mã C39 420 420k. Tháo này dục rồi nha, cái này là tem cũ thôi, nó không còn giá trị tiền bạc này, dục. Để ghi giá luôn cho mọi người đỡ bỡ ngỡ nha. À, bốn bên năm. Đục con này chết luôn, chết dở luôn. Xẻ này sọc sang luôn nha. Xẻ sọc sang luôn, 280. 280 nha. Nó là thiếu cái móc cái đít đây. À, đó, ốc này ha. Ốc đây hình như là ốc lô rồi nha. Ốc lô nha, em không không sửa chữa, lấy nguyên bản rồi vậy gì à. Hổm con này bữa nhiêu bán 49 mà giờ bán 28 mọi người. Bán này bán lỗ luôn rồi. Chơi luôn nha. Chơi luôn. Cái này hàng to thế cũng kén người dùng không mọi người. Nhiều khi mình cần nhỏ nhỏ, to quá là lại còn kênh. Bơ vơ sơ 60, cái ống 60 mọi người nha. Lưỡi cắt ok này, lưỡi này là lưỡi chưa vuốt lại nha. Người gì lấy nhám vuốt nhẹ một cái nữa là cắt như mía lùi luôn. Con này vừa test rồi, không test lại nha. Bán sale thì nhanh thôi người. Bên năm 28. Không có nhiều vàng. Đó, được rồi, mình chơi. À, cắt ra cắt vô ok nha. Đó. À, cắt ngọt luôn, lưỡi không hở. Ok chưa? Bên năm 280k. Bán tóc tóc đi. Rồi, kéo khỏi test nha người nha. Con này bữa bán nhiêu? 2 xị luôn hả?
Ừ, ghê. Ủa, 2,6. Đấy, vừa bán 2,6 một người cho kéo. 2,4. Này kiểu form lưỡi dài mọi người, lưỡi dài nhưng bạn nó thực chất nó chỉ lớn, cái lưỡi nó lớn hơn này xíu mọi người, không lớn nhiều đâu. Hiện tại thì em không có giấy được rồi. Đây. Không có giấy kia cắt giấy báo mọi người nha. Đó, mọi người biết là giấy báo này khó cắt hơn. Giấy báo này khó cắt lắm. Nó nhiều quá. Đây. Lấy từ đây ra dọn nha. Ha, đó. Đó. Ha. Hơi trục trặc chỗ đầu xíu này, hai lớp đàng hoàng mùi nha, hàng lớp có tôi luyện có mộc đàng hoàng nha đó ha. Vừa hàng bán 2,6 phải không? Sale B5 B6 nhiêu được ta? 200. Ủa, con đó phải 200 mọi người nha, 200. đây mọi người, con kêu em gian lận rồi, con này bữa bán 256 nha. Đó, này bán 200 mà chuyện còn đủ bao ship luôn. Người bao người cái này cái cây là phập phập luôn. Tờ giấy thì con này mài sơ, cái lưỡi đó này mọi người thấy không? Nó sát vào đây quá, nó sẽ thiếu một chút để mà mình cắt được giấy, nhưng mà cây thì vô tư mọi người nha. B6 200. Con này size 20 mọi người nha, khỏi đo 20 sẽ bán lòng vòng. Đây. Con lê ống đồng thiệt người, con này là em mua là đắt lắm luôn nha, đắt lắm luôn. Lotter này ha, ống đầu lê là còn ok nha, cái này dặn thì vô tư rồi. Ô, đang dựng ra dựng vô đó. Cuộc sống này cứng ngắc. Hơi rít mọi người, hơi rít nha. Rồi bây giờ trơn tru rồi nha, rồi giờ người bôi trơn dầu mỡ vô. Với lại cái này đỡ lâu quá người, nó xét. Cái này bữa em bán nhiêu ta, 500 mấy 600 mấy vậy mọi người. Nó bị là cái tay quay này nó xét nè người, có thể về thay tay quay đây nha. Còn lại ok. Đó, con này là của Lotte, Lotte của Nhật nha, nó có kích thước này này. 5 phần 16, 1 phần 4 là nhỏ nhất nha, 45 độ. 3 phần 4 là lớn nhất hả? 3 phần 4 là 2,57 hay 2,5 vậy đó, chia nhân 3 phần 4 đó mọi người ha. Lotter mọi nha, Lotter thôi. Rồi. Con này sale luôn. Sắp sàn luôn mọi người. Bờ chỉ hôm nay đâu nha, em không có quen xả hàng đâu. À, chỉ hôm nay thôi, rồi có thời gian đó, em làm những cái đồ kia. 280k. Đảm bảo mọi người ra bãi mà đi bất cứ bãi nào được mua 280 con này. Báo em nha. Để em ra mua. À, tiếp tục cái gì ta, rồi dao ghép A13 đây, bữa 101 nè, không ai mua phải không? Ok đó, dao ghép nha, hai lớp đàng hoàng đó, đây có mộc đàng hoàng nha. Rồi bán nhanh thì cũng quay kỹ rồi, cứ vậy thôi đó. Thứ 8 cái này gì lá xanh leo hết, người yên tâm nha. 80k cho nó máu, chỉ một lần thôi nha người, nay sale là không bao giờ có giá nữa và cũng không bao ship luôn nha. B8 80 ngàn thôi, quá rẻ luôn. Nay vừa bán gì cho gì kỷ niệm luôn, tại vì nó lỡ luôn cái lô hàng mà đã bán đang bán rồi, thành ra em sale thôi. Con này bao nhiêu, 100 ngàn ha, H17 à. Đây mở khó đang đang nha, nó hơi xét đầu đại xí đồ đây không, ok không vấn đề nha. Cứng cáp này là nổ mạ chrome không người, top nha, AR1030 hả, cán nhựa ok. Rồi con này về mua quên về chín 70k, 70k mọi người nha, chỉ còn có ship mua 2 món giảm 20, mua 3 món giảm 40. Bây giờ rồi con dao này dao độc cáp, nhiều người tự mày bén với em nha. Đây Marvel cái gì đề cơm đề nôm gì đây, đen đen nomad vậy mọi người đó, cái chỗ là đỡ độc cái gì là độc cáp hay độc sợi da băng nha. Ngoại hình này để lâu quá này, B10 70 con dao độc cáp nha mọi người nha. Đó, lưỡi còn ok, mọi người về vệ sinh lại giúp em.
Cái này là em ngâm nó lên đen để nó khỏi reset đó. Nhiều người vệ sinh là đẹp thôi. Rọc cáp nha, cái này mình thích làm dầu ghép cũng ok, không vấn đề hết. Rồi con này mã 30, 70k. Gì vậy ta? Rồi. Rồi, có đóng thước này mọi người. Rồi, bữa em bán là từng con một phong, một con, hai con. Ủa, thước này mới ta còn tem luôn nè. Đó. Ơ nó bị thiếu khuyết gì đây xí à. Bốn con. Thước ngang nữa. Đó. Chắc là mấy anh em để em bán vô tư rồi nha. Không muốn đời hết nhưng mà xả. Đó, chơi nguyên nắm thước rồi luôn. Háo tiền rồi hết. Một con này không bữa em bán 160 trăm rồi mọi người. Con thước xéo này của Sinh Hoa nha. Đó, có rồng phượng này. Nó bị là bị nổ nổ hạt ở đây. Anh dữ lắm ha. Còn lại mọi người cứ gạch kẻ ok không vấn đề rồi nha. Rồi bán nguyên nắm này. B11 170k ha, 170k bao ship mùa nha, chuyển khoản một bao ship nữa nha, không không COD nha. Đó, cái này là thước lá nha, thước lá đo độ sâu độ siết cái này đó ha, đó còn nguyên rồi 4 cây 170 bao ship, 150 luôn cho nó máu, 150 luôn cho nó máu mọi người. Đó. Rồi tiếp tục. Tục chương trình rồi dây điện chập gì bán áo mọi người nha. Mic dài như mét luôn nguyên cuộn rồi nha, còn ngon lành luôn, cái này quấn lại. Mic in Japan nha. Mic in Japan mọi người ha. Ui, lỗ nó ngon lành nha. 1500W National. Bắn luôn. 12. D12 100k. 100k bao ship. Chuyển khoản đủ bao ship mua nha. C35 con két ống đồng nha, lưỡi con ok nè ha, không vấn đề mọi người. Đó, không vấn đề nha. Vừa bán 120 phải không? Rồi nay bán một cái giá khác mọi người, phê luôn. B13. 90k. Két ống đồng mua nha, radio ok. Cái này két size nhỏ thôi nha. Đây. Nó cách từ size 3 ly tới 32 ly ha, ok nha, ngon lành, lưỡi còn ok, không vấn đề gì hết. Rồi nhanh gọn lẹ, 33 90k chuyển gọn bao ship, người chuyển gọn 90 ngàn cũng bao ship luôn, 70 ngàn cũng bao ship luôn, chơi chơi thuốc nha. Đó. Là thẻ là phải sẽ lớn luôn, H23 240 nè, bọc nè, bọc nè 10 in nha, là 10 in là 250 nha. Đó, Enric Make in Japan nha. Đầu này. Đầu này nó có độ rơ nhất định nha mọi người. Nhưng mà nó rơ hơn bình thường xíu. Nhưng mà còn ngon nha, răng lợi còn ngon. Đây là những cái chỗ nó bị nổ chrome thôi. Nổ chrome nha. Cán bằng nhựa còn nguyên. Rồi, con này em sẽ tiếp. Khá là tục cùng. B này không ghi được. Máy này. B13. Ủa, B13 rồi mà. B14. 150. B4 150 nha mọi người nha. Đó, một lớp Enric nè, Made in Japan nha, nguyên phần cánh nhựa nguyên này, đó, đầu lưỡi nha. Radio ok nha, không vấn đề gì hết. Đó, độ rơ nhất định nó là nó rơ hơn độ rơ nhất định xí thôi. Mà nó chưa gọi là rơ đâu mọi người. Nhiều cái người ta bán rơ nữa. E11 cái lấy dấu nha, là bữa đây bán 80k đúng không? Bán là 50 ship nữa không biết. Thôi cỡ bán. Máy gì nhỉ? B15. B15 50k luôn nha nha. Mọi người nha. Mọi người nghĩ đâu nếu mà bán này 50k mà bao ship nữa. Lấy ra lời không hề. Lâu lời chứ quanh lỗ luôn lời. À, không lên tăng có vấn đề mọi người. À, đó. Bán lời hay lỗ là chuyện của em mọi người, yên tâm. Cứ thích là mua thôi, hợp mua thôi. A26 160. Ồ con này lưỡi dài nè, đó lưỡi coi. Lưỡi còn tương đối nha. Đâu, bén á, bén mọi người nha. Cơ hiện tại cũng đang còn sử dụng nhiều lắm mà cái này là thuộc cái đơn đã bán rồi. Thì em mới sale mà đỡ lâu rồi nha, lâu lâu làm bữa cho nó được rỡ thôi. Bữa nào ông dây là chỉ có ra đường đứng.
Nè, cái này lưỡi gấp lưỡi khác mọi người nha, mà lưỡi coi. Bén, mọi người nha, bén, lưỡi bén chứ không phải lưỡi là tạm tạm đâu nha, lưỡi bén đó. B10 16. 101. 101 luôn người nha, giảm. Giảm gọi là tu quần luôn. Cái này vừa bán 200 phải không? ARS nè. 200 ngàn đó mọi người, ARS đó. Đây có cái lưỡi sơ cua này, và lưỡi sơ cua này. Tương đối thôi mọi người, chưa gọi là bén lắm. Cái này nó. Cái lưỡi trong này nè, nó rất là bén nha. Cái lưỡi trong cưa rất bén vì cái đầu thôi. Cái đầu như thế này mọi người. Đó. Nhưng mà cái đầu này không ảnh hưởng tới cái quá trình làm việc của mình đâu, mọi người cứ thoải mái lên nha. Cán này ARS in Japan nha. Con này vừa bán 200 ngàn đó mọi người, chứ không phải 180 đâu. Số 2 200 đó. Mà giờ nó sẽ có một cái giá khác. Hai lưỡi nha, lưỡi trong này rất là bén mà cục đầu, lưỡi này thì không bén bằng. Nhưng mà đai đầu à. B17. Trăm sáu mọi người nha, trăm xuống trăm rưỡi cũng được nè. Rồi B16, trăm sáu nha mọi người. Bao xịp. Còn gì nữa ta, còn gì nữa ta. Hết chưa, hết chưa. Rồi, khui mấy cục ra đi. Cục này là cục gì? À, đây là cái cưa. Cưa ra, cưa ra. Đó. Cưa, thôi tôi lấy ra mọi người. Đây, con này hôm bữa không phải là lỗi của em nha, mấy bác mà có thấy thông cảm với em nha. Gửi thiếu gửi cái đầu. Bữa em nhớ cái bán một clip đó. Rồi. Đó. Chân thành xin lỗi bác nha, đây cái đầu nó đây. Ha, ok, gắn vô là dứt thôi. Vừa bữa em hứa em kêu em sẽ gửi gắn cái đầu nhưng mà em quên gắn cái đầu mất. Đó, hòn về thôi. Vậy là phải gặm thôi. Tại đây bữa bán 140. Này có hai cái lưỡi ở đây nha mọi người. Hai, hai cái lưỡi nữa. Bỏ hết vô đây cho đỡ mai lại quên. Em mau quên lắm. Cũng hơi đặng trí. Chích có hai mùi thuốc mà đặng trí quá. À, B18. 100 ngàn. 100 ngàn người nha, 100 ngàn thôi, con cưa ha. Đây, cán đúc này nó bị nổ chrome đai xí nha, không vấn đề hết mọi người nha. Người gắn cái lưỡi hai tắc của mình đây, có thương hiệu ở đây luôn nha. Có gì vệ sinh sạch sẽ lên là dứt thôi mọi người. Có cái ô ô ô đây để mình canh đó. B18, 100k. Bán rực rỡ luôn nha. Cục này tới hai món nè, không biết cái gì. Thực chất là giờ em bán rồi mọi người, mình nhiều cái món hàng lâu quá em quên luôn, không nhớ là mình bán cái gì luôn. Với lại là ở đâu cùng quê chơi kỳ ta, anh này cùng quê luôn, cùng quê em, quê vợ em ở Bình Định luôn. Chắc có vấn đề thôi mọi người, nói chung em cũng chả lăn tăn cái vụ khách nó bom hàng như thế nào nè. U chà, con này bữa tới trong đây là hai món mọi người, 150 nè, với 150 là 300 ngàn. Sữa lưỡi cưa nè, Somax. Rồi, Somax ngon cơm nha, còn ngon lành không vấn đề mọi người, một món. Rồi, bốn con dao này. Bốn con dao rọc giấy này. À. Đó. Còn gì? Hết rồi. Hết rồi nha. Đó, combo này. Mình bữa con sẽ biết bao nhiêu. Đây trăm mấy không nhớ, 100 ngàn hay nhiêu, như 250 sao? Đó. Không quan tâm. B19. À, cái này không bữa bán 150 rồi. 200. Trời. Trời đại. 200 ha, B19 200 một cái này nha. Cái sự lực vừa với đóng dao đọc giấy này. Cái này dao này chất lượng nha, đọc lắm. Chốt đồng nha. Cái này ngon. B19 200 nguyên đóng mọi người nha. Chỉ còn đủ bao ship. Chơi rồi rực rỡ. Cái gì này? Coi ông nào đây, tháo nhìn tên này. Nói chung em cũng trách những người bom hàng đâu mọi người, đừng chửi người ta chỉ tội nha. Ủa, cái này khách như món này khách quen mua cho mà sao biết ảnh lấy đây. Một cây lấy dấu nè mọi người ha. Đó. Còn là cây góc vuông nè, nguyên đúc nguyên cục luôn. Cái này về vệ sinh là bóng loáng. Hết rồi. Đây là một cái thước à, góc này. Chắc này là khách người ta trục trặc thôi mọi người ha. Cái này như là quen không? Chắc là trục trặc chứ không? Không buồn nha, không buồn, không buồn, em tập không buồn. À, này
này vừa bán 150 nè. 150 nè. Ủa 150 hai cái đây rẻ gì ta? Là trời. Ôi 120. Sao hai bao ship? Phí ship trung bình đơn em phải 30 ngàn ngon rồi. Ha, 28 ngàn. Cả. Rồi, mấy bác mà ra bãi cái này có mua ký cũng không được giá đâu. Chắc gì có mà lựa. Hồi nãy em nói thiệt cho. Tâm sự. Không khóc, không khóc. Cục này là đính chính là không phải hàng bơm nha, hàng này là chưa gửi. À, như là giữ lại gì đó. Phí dữ. Cái đóng này. Cái gì đấy nhỉ? Em không nhớ là cái gì mà luôn rồi. À, H600 cành. Đúng rồi, 600 ngàn. Gì mà 600 ngàn. À. Đóng giao tiền nhỏ nhỏ, nhỏ. Chả biết của ai nhưng mà mua rồi kêu để em nói là bữa nào mua hàng mà em thấy mấy tháng còn được nói thì thôi lôi ra bán chả biết gì. 100 ngàn đóng này vào người đây, mấy cái sủi gỗ mini 1 2 3 4 5 6 7 cây. Hai cây này có 100 ngàn thôi. 80 hết giá. Mã B20. B20 80k rồi nha. Đó. Còn cái gì mà lên nốt nè, mã 20 thôi. Ô người. Nè, chưa hết đâu. Đây, nguyên thùng ở đây mọi người. Thùng đó, nguyên thùng là nhưng mà mắt hộp nhỏ nhỏ kia là chắc là kính. Kính thì em để kính khui. Hộp bự thì không nhớ là cái gì. Thì khui thôi. Hay hộp nào nặng nặng kêu lục lục. Một chút em coi lại thử còn cái này này. Nút. Tút. Dây ca sĩ chính là thằng mắc in in đan Ấn Độ mà thôi, cái này dây đó, nó thuộc phạm trù khác rồi. Sao quán nha. À. Thôi cái này mình sẽ quán cái võng là người nha, cái võng mà không có chân nha, cái này là cái tấm tăng võng phong vũ, đây là hình chốt dạo á. Còn cái gì ta? Hay gì vậy? Rồi đĩa 1 2 ô 1 này, 2 này, 3 này. Đĩa than của nha, đợi mở cái nó coi thử. Này là em dọn kho rồi thấy ý đĩa nha. Trời mới kính con luôn. Này biết nhạc Âu hay nhạc Nhật nhưng hết toàn chỉ Nhật không. Có khi nó làm cho thị trường Nhật không. Hơi 16 ở đâu ra mà dính dính rồi. Thôi. Thôi cái này đợi bữa khác bán. Nữa này. Từ chối nhận. Chưa khui luôn nha. Chả biết gì nha. Ai nha. Ủa, khách quen luôn trời. 270 mà 7 270. Cứ mở ra đi một bên. Em chả nhớ nó có cái gì dùng đây, cũng mở ra nhưng mà cái này như là cái này như cái bình thôi. Cái bình từ video nào đây? Thôi cái này bữa bán 270 nè mọi người, 257
bình thủy bình nấu nước mọi người. Giờ này em bán nè, bơ 21. Khỏi khui nha, bạn nào can đảm mà chơi lời ăn đổ chịu nha, dám chơi không? Đó. 24. 24 bao ship luôn nha. Xin còn đâu có ship. À. Cái bình nấu nước rồi, bình inox rất là dày luôn nha. Chất lượng. Đang hiểu kiểu. Cầm lên cái cục nữa. Cục này cục gì ta? Cục này không phải thằng hòn, không phải đó. Cục gì mọi người? Chả biết cục này để làm gì. Này, nó có cái đây. Không biết nha. Em không biết cục đây. Hitachi. Con tắc replay ở đây. Chúng khởi động từ hay gì quá đây. Để bắn lại đi. Xác 100k. B22 100k. Ha, chơi khô máu. Đó, em chả biết cái gì nữa. Không bán được thì để em nghiên cứu sell B22 100k. Rồi video này kết thúc mọi người nha. Mình mua hàng liên hệ hai số điện thoại phần tiêu đề giúp em. Hả? Trường hợp đủ bao ship không 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 lăn tăn là 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Cứ trường hợp đủ bao ship nha. Mua hai đơn giảm. Mua hai đơn. À, đó là đối với mình chỉ còn đủ nha. Giảm 20.000 bao ship, mua ba đơn giảm 40.000 bao ship. Mua bốn đơn giảm 60.000 bao ship. Chơi rực rỡ nha. Đó, rồi. À, đồ nghề thì hẹn mọi người vào ngày sớm nhất nha. Em trong lúc mà em dọn đồ nghề em sẽ vận chèn một số video bán đồ linh tinh lên ha. Đây là cái video đồ nghề cuối cùng trước khi chèn để cho em khẳng định mọi người rằng em vẫn còn bán đồ nghề nha. Và sau này em sẽ cố gắng lên lại đồ nghề đều mọi người không ha. À, đó kênh em chính xác là bán đồ nghề mà, tại vì em nay mới kêu là được thợ VIP làm và sau này em sẽ chơi lại đồ nghề tiếp. Em sẽ đi bãi em đi kiếm đồ về bán phục vụ mọi người nha. Đó. Để cho mọi người biết rằng em vẫn còn bán đồ nghề thôi. Để biết rồi nó mất cái giá trị của kênh mình, cái quan trọng là làm cái gì ha. Thôi dài dòng lòng vòng chỗ này mọi người nha. Mua hàng liên hệ số điện thoại phần tiêu đề nha. Người lưu ý là cái video này em chỉ được sử dụng liên hệ được một số là 0934092367 thôi nha mọi người. Duy nhất một số đó thôi, không xài số kia, không xài số 0343. 0343 tối nay em có công việc không dùng tới, nha mọi người thông cảm. Rồi. Video đến đây kết thúc, mọi người chưa được mua được hàng nhí có thể đăng ký góc này để theo dõi video mới nhất nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo. Hàng trên đây miễn trả giá mọi người nha. Giá này là gọi là tuột quần nhất vũ trụ rồi ha. Bye bye mọi người.